Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy may mắn thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Tôi là Như Quỳnh, trợ lý của thầy Gia Cát. Như quý vị đã biết, khi xây dựng mới một căn nhà hoặc là tiến hành chọn mua một căn nhà, chúng ta sẽ cần chú ý nhiều tới phần khu vực xung quanh, quang cảnh của căn nhà mình. Các phong thủy sư hay là thầy phong thủy sẽ cần tìm hiểu phân tích hình thế của con sông, dãy núi, con đường, kiến trúc về địa hình thế đất xung quanh đó để biết được sự tác động tốt xấu của nó tới căn nhà mình đang chuẩn bị xây dựng hoặc căn nhà bạn đang sinh sống. Việc khảo sát như vậy là cần thiết đối với tất cả mọi trạch đất, cũng như là để các phong thủy sư thu thập tư liệu trước khi đưa ra những lời tư vấn hỗ trợ hợp lý cho gia chủ. Đối với những trường phái khác nhau sẽ có những cách phân tích khác nhau, nhưng vô hình chung cần tuân theo những quy chuẩn chung trong phong thủy, gọi là các thế sát loan đầu. Ngoài các nguyên tắc chung về hình thế loan đầu thì sẽ còn một phần khác cần xét tới khi các phong thủy sư phân tích cách của căn nhà của bạn, đó là phần ly khí. Khí trong phong thủy là cốt lõi nguyên lý và hoạt động của vạn vật. Bởi khí là nguyên bản của vạn vật, thông thường chỉ là một loại vật chất vô cùng nhỏ bé, là nguồn gốc cấu thành vạn vật trên thế giới. Theo như cách giải thích của các nhà tư tưởng duy vật cổ đại, không gian vũ trụ có khí trước rồi mới có vạn vật. Vương Xung thời Đông Hán trong cuốn sách Luân Hành Tự Nhiên Thiên có viết rằng: "Thiên địa hợp khí, vạn vật tự sinh", có nghĩa là trời đất hợp khí, vạn vật tự sinh. Trong sách Tế Thế Thiên lại viết: "Vạn vật chi sinh, câu đạt nhất khí, khí chi bạc ác, vạn vật nhược nhất", có nghĩa là vạn vật được sinh ra chỉ cùng từ một thể khí. Các thầy sẽ dựa vào lý thuyết âm dương ngũ hành bát quái tinh tượng làm cơ sở, luận đoán, đưa ra ý kiến của mình để hỗ trợ anh chị chi tiết về cách cục và phương thức bố trí công năng mặt bằng cũng như là phong thủy trong căn nhà của bạn. Sau khi được hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay tôi sẽ cùng anh chị đi tìm hiểu về một trong những thế sát thường xuyên gặp nhất hiện tại trong thành phố, nhất là khu vực tụ tập nhiều khu chung cư, là thiên trảm sát và phản quang sát. Trước tiên ta phải hiểu thiên trảm sát là gì. Đây là sát khí do khoảng hẹp giữa hai tòa chung cư sẽ có các luồng gió hỗn loạn tạo thành, có rất nhiều nguồn năng lượng tiêu cực đang được tạo ra bởi môi trường xung quanh. Trong xã hội hiện đại, khi mà các nhà chung cư càng ngày càng mọc lên như nấm thì rất dễ phạm phải thiên trảm sát, có nghĩa là thanh đao trời giáng. Để biết được phong thủy nhà mình có bị sát khí này hay không thì bạn chỉ cần quan sát xem phía trước nhà có một khe hở được tạo ra bởi hai tòa nhà cao tầng, tựa như một nhát chém thẳng từ trên trời vô hình hướng vào ngôi nhà hay không. Nếu có thì trong truyền thuyết phong thủy học gọi đây là thiên trảm sát, có tác hại xấu đến ngôi nhà. Hiểu theo một cách đơn giản thì tại khe hở giữa hai tòa nhà, sự lưu thông của không khí rất mạnh. Luồng khí khi di chuyển qua đây có tốc độ di chuyển gấp nhiều lần bình thường, tạo ra một xung lực dồn khí rất mạnh hướng thẳng vào nhà, gây ảnh hưởng đến mọi mặt của gia đình. Nhà bị thiên trảm sát sẽ khiến cho dòng dương khí bay đến ngôi nhà nhiều hơn, khiến căn nhà bị mất cân bằng về âm dương nặng. Tại khe hở của hai tòa nhà, sự lưu thông của không khí rất mạnh tạo ra nhiều dòng sát khí và dương khí bay đến ngôi nhà. Điều này gây ra tác động tiêu cực lớn cho bất kỳ doanh nghiệp hoặc là cư dân sinh sống trong căn nhà đó. Người sống trong ngôi nhà bị thiên trảm sát sẽ hay nóng tính, căng thẳng, hay bị bệnh huyết quang, suy nhược tinh thần, lâu thì sẽ bị bệnh, thương tật. Trong công việc hay làm ăn, thường làm đến nơi thì lại bị hỏng, làm được bao nhiêu thì tiền tài lại đi hết bấy nhiêu. Trong trường hợp thực tế của thiên trảm sát, ai cũng biết sự kiện vào ngày 11 tháng 9 của Mỹ khi hai tòa tháp đôi đã bị khủng bố đánh bom sập trong một khoảng khách. Một số chuyên gia kết luận hai tòa nhà không chỉ sập do chấn động mà còn vì lượng xăng cháy quá lớn gây ra nhiệt độ cao, khiến vật liệu thép của tòa nhà dễ dàng tan chảy. Theo quan điểm của các nhà phong thủy, công trình đã phạm phải thiên trảm sát và cấu trúc này biểu trưng của sự nguy hiểm. Nó vi phạm sự cân bằng và hài hòa âm dương. Nếu một cấu trúc có quá nhiều nguồn năng lượng xấu xung quanh, nó sẽ bị hủy diệt hàng loạt. Làm thế nào để có thể hóa giải? Được sự hỗ trợ của thầy Gia Cát và các chuyên gia phong thủy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, ta có thể dùng một trong các phương pháp để hóa giải. Thứ nhất, dùng hệ thống cây cảnh lá kim hay là một chậu cây cảnh có tán lá to che chắn trước cửa chính để lá cây có nhiệm vụ tách các hạt khí màu đen. Khí màu đen là loại khí gây hại cho con người, rơi xuống và chỉ để khí trắng bay vào trong nhà. Khí trắng là dòng khí tốt cho con người. Tiếp theo, dùng một mảnh hạt tròn treo trước cửa nhà để tách khí đen. Hạt tròn có công dụng tách khí rất tốt. Hoặc là dùng gương tiên thiên bát quái được khai quang đúng cách và chọn ngày giờ treo, có tác dụng phóng ra một dòng khí màu xám trắng từ gương theo hình xoắn ốc để tách các dòng khí đen và thanh lọc khí trắng bay vào nhà.
Tốt nhất đối với thiên trảm sát nên dùng một hoặc là một đôi long quy bằng đồng hay một đôi kỳ lân đặt ở chỗ sát khí xông đến để hóa giải. Tuy nhiên do long quy bằng đồng có kết cấu đầu rồng bằng mình rùa, đầu rồng tác dụng trừ hại tiểu nhân, mai rùa có tác dụng hóa sát mà không chống chọi lại tà khí. Do đó dùng long quy tốt hơn là dùng kỳ lân. Dùng một khối đá phong thủy đá thạch anh là tốt nhất, trấn tại cửa chính để năng lượng cao và độ khúc xạ lớn của đá phong thủy khúc xạ các tia xạ khí của thiên trảm sát. Năng lượng của đá sẽ cân bằng và nâng cao năng lượng cho ngôi nhà. Giải pháp này rất hiệu quả trong việc mang lại năng lượng, sức khỏe cũng như là tài lộc làm ăn cho mọi người sinh sống trong ngôi nhà. Cuối cùng, nếu phát hiện được ngôi nhà đang ở hoặc là sắp mua bị phạm vào thiên trảm sát gia chủ, cần có một kiến thức chuyên môn nhất định về phong thủy để tự hóa giải, hoặc tốt hơn hết là nhờ một chuyên gia trong lĩnh vực phong thủy tư vấn. Không nên tự thực hiện để tránh đem lại kết quả không tốt. Nối tiếp video của chương trình, tôi sẽ cùng quý anh chị tìm hiểu về thế phản quan sát. Quan là ánh sáng nên có thể hiểu nôm na là thế sát do bị phản chiếu ánh sáng gây ra. Phản quang sát là thế sát có quan hệ trực tiếp với ánh nắng mặt trời và các luồng phát sát từ tỏa hướng của căn nhà hoặc là căn chung cư của bạn. Thế sát này thường được tạo ra do sự phản chiếu ánh sáng mặt trời vào mặt nước, mặt những tấm kính. Trong đô thị hiện đại thường gặp nhất sẽ do sự phản chiếu của mặt kính các khu nhà cao tầng, khu đô thị được lắp kính bên ngoài. Khi mà có ánh sáng chiếu vào sẽ phản chiếu trực tiếp sang bên đối diện hoặc các căn nhà xung quanh. Một loại phản quang sát khác là hiện nay rất nhiều trung tâm thương mại được xây dựng lên với lối thiết kế kiến trúc vách kín cường lực phản quang. Tường bằng kính có tác dụng soi được như một chiếc gương lớn, dĩ nhiên có ánh nắng mặt trời chiếu vào thì sẽ dễ dàng phản ngược ánh sáng vào trong nhà. Điều này vô tình dẫn đến phạm phải thế phản quang sát. Đối với nhà mặt đất sẽ thường gặp phải thế sát này khi mà phía trước là ao hồ sông. Ngoài ra, cũng có trường hợp do bố trí bể cá, bể bơi, hòn non bộ mà gặp phải mặt nước chịu ánh sáng mặt trời chiếu xuống, sẽ xảy ra hiện tượng phản ngược ánh sáng vào trong nhà. Vì nước chịu tác động của gió tạo ra sóng nhẹ, ánh sáng chiếu vào sẽ bị lấp lánh, chuyển động khi nhìn vào vô cùng nhức mắt. Khi căn nhà của bạn gặp phải thế sát này dẫn tới mất cân bằng về âm dương, dương khí quá mạnh khiến cho người sống trong căn nhà phạm phải thế sát này bị tinh thần không tập trung, gặp phải những bệnh liên quan tới mắt, não bộ tổn hại, tinh thần giảm sút, tạo thành tai họa mất máu hoặc là dễ bị tổn thương do va quệt. Sau khi tham khảo các phương án hóa giải của các chuyên gia phong thủy hàng đầu của công ty kiến trúc phong thủy Lộc Tài, Phong Thủy May Mắn đưa ra phương án tối ưu nhất cho những căn hộ của căn nhà này như sau. Chú ý, với những căn nhà gặp phải thế sát này cần phải lắp đặt thêm rèm cửa thường xuyên kéo đóng lại để tránh ánh sáng bị phản quang. Ở nhà riêng hoặc là văn phòng làm việc của tòa nhà, sử dụng giấy dán kính chuyên dùng cho xe ô tô để tránh phần ánh sáng từ cửa kính của ô tô ảnh hưởng tới nhà mình. Ngoài ra, ở phần mặt tường bị phản quang sát, gia chủ cần tìm vị trí thích hợp để treo hoặc là để đặt một hồ lô đã được khai quan trì chú đầy đủ để thâu thu bớt phần dương khí dư thừa. Những phần sát khí do gặp phải sát ảnh hưởng tới thì có thể hóa giải thế phản quang sát phổ thông, không ảnh hưởng nhiều. Đối với trường hợp ảnh hưởng nặng bởi thế sát này, ngoài việc dán giấy cách nhiệt và đặt treo hồ lô ở hai góc cửa sổ, tốt nhất chúng ta sẽ sử dụng thêm một sâu hoa mai treo cùng để tăng linh lực hóa sát. Lưu ý, nếu như mà nhà bạn là mặt đất thì có thể sử dụng thêm phương pháp trồng hàng cây bên cạnh nhà để cản trở bất phần nào ánh nắng chiếu xuyên qua hàng cây xanh được trồng, tạo ra những ánh sáng xanh tự nhiên chiếu vào, làm đẹp trong phòng và còn có tác dụng hóa giải thế sát này rất tốt. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị phần nào hiểu được về thế phản quang sát và các cách hóa giải. Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ với anh chị về hai thế sát nguy hiểm thường gặp nhất mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hiện đại. Ở trong những video tiếp theo, đội ngũ biên tập của chúng tôi sẽ tiếp tục tập hợp những thế sát phổ biến và có ảnh hưởng nhiều tới đời sống để đưa tới thông tin đầy đủ hơn cho quý anh chị. Hy vọng với những kiến thức trên, anh chị có thể áp dụng vào việc chọn không gian sinh sống hợp lý và mang lại bình an may mắn cũng như là ít ảnh hưởng nhất đến tài lộc, sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ cảm xúc thắc mắc của mình ở phần dưới ô bình luận để được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát cùng đội ngũ tư vấn hỗ trợ của thầy. Sự góp ý chân thành của quý anh chị sẽ giúp chương trình ngày càng hoàn thiện hơn. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về phong thủy tử vi và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.